Xin chào các khán giả của Đẹp 24/7. Các bạn thân mến, ai cũng có nhu cầu sở hữu một làn da trắng sáng và mịn màng, bởi điều đó giúp cho chúng ta cảm thấy tự tin hơn trong công việc và giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời chính là kẻ thù lớn nhất của làn da, khiến cho làn da của mỗi người trở nên đen sạm và lão hóa nhanh. Vậy làm thế nào để sở hữu một làn da trắng sáng và mịn màng? Ngày hôm nay trong chương trình Đẹp 24/7 có mời tới đây chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực làm đẹp. Chị Đỗ Việt Hương tới từ công ty mỹ phẩm Bio Cosmetics. Xin chào chị Hương. Xin chào Thu Hằng, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Ngay bây giờ xin mời chị Hương và quý vị khán giả cùng theo dõi đoạn clip ngắn sau đây mà chúng tôi đã chuẩn bị. Friday. Tôi sẽ như là cái nắng, nó làm tôi đen nhẹp. Đó là nắng, nó sẽ khiến làn da của tôi đen nhẹp, thậm chí còn xuất hiện cả nám nữa. Khi ra đường, tôi thường che chắn rất kỹ, thậm chí tôi bôi cả kem chống nắng, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy rất là bí bách và làn da vẫn cảm thấy đen. Ngoài việc che chắn kỹ lưỡng, tôi còn thường sử dụng một số công thức làm trắng da từ thiên nhiên. Không, tôi sợ lắm vì tôi nghe nói nhiều loại viên uống hoặc sản phẩm làm trắng da thường có tác dụng phụ không tốt cho cơ thể. Tôi chưa dùng bao giờ vì sợ không an toàn. Friday. Dạ thưa chuyên gia, như đoạn clip vừa rồi mà chúng ta xem có thể thấy rằng điều sợ nhất với một người phụ nữ đó chính là có một làn da đen sạm xỉ màu. Vậy thì theo chị Hương có thể chia sẻ cho quý vị khán giả hiện nay có những phương pháp nào giúp cho chị em phụ nữ cải thiện tình trạng làn da đen sạm xỉ màu hay không ạ? Có rất là nhiều những cái cách để mà có thể giúp cho chị em hạn chế được cái việc đen sạm xỉ màu. Thứ nhất là chị em của chúng ta có thể là sử dụng những cái dòng sản phẩm mà chăm sóc da từ bên ngoài bằng cái cách là bôi kem dưỡng da và những cái sử dụng những cái dòng sản phẩm mà có nguyên liệu từ thiên nhiên, thì ví dụ như là cám gạo hoặc là vitamin hoặc là những cái dòng mà collagen hoặc là ngọc trai, và những cái nguyên liệu đó thì có thể giúp da của chúng ta sáng hơn, trắng hơn. Vậy thì ngoài ra chúng ta còn có thể bổ sung theo những cái phương pháp khác để giúp cho cơ thể chúng ta có một cái làn da trắng sáng, mịn màng và hồng hào nhanh hơn hay không ạ? Có rất là nhiều những cái loại mà sản phẩm mà khi mà chúng ta có thể sử dụng bằng đường uống, và trong những cái sản phẩm đó thì có một số những cái nguyên liệu mà có thể giúp da của chúng ta khi mà được hấp thụ, cơ thể của chúng ta được hấp thụ cái những nguyên liệu đó thì da sẽ đẹp hơn, sáng hơn và hồng hào hơn. Ví dụ như là những cái sản phẩm nào mà có chứa glutathione này, thì cái glutathione ấy nó rất là nổi tiếng trong cái việc mà làm trắng da, sáng da, đặc biệt là cái glutathione của Nhật. Và khi mà sử dụng cái nguyên liệu đó thì cái việc mà da của chúng ta lên tông màu và giúp khỏe hơn, sáng hơn thì nó rất là hiệu quả. Đấy là cái nguyên liệu đầu tiên mà mình muốn nhắc tới. Và cái sản phẩm mà có chứa nguyên liệu ví dụ như là L-Citrulline thì cái nguyên liệu này có thể giúp cho cái da của chúng ta ấy, nó tái cấu trúc cái da ở bên trong và làm cho cái collagen của chúng ta nó rất là trẻ và làm cho cái da của chúng ta luôn luôn là khỏe mạnh. Cái thứ ba đó là cái chiết xuất của cây dương xỉ thì ở Việt Nam nó rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta không biết được rằng là dương xỉ khi mà ở nước ngoài họ bào chế ra thì nó lại trở thành một cái loại mà có thể bảo vệ những cái tia UV, tia tử ngoại từ bên trong cơ thể của chúng ta. Đó thì sử dụng những cái sản phẩm mà có nguyên liệu như vậy thôi là da của chúng ta đã sẽ rất là đẹp rồi. Nay trên thị trường có khá nhiều những sản phẩm làm trắng da từ đường uống. Vậy thì chuyên gia nhận định như thế nào về những sản phẩm này ạ? Có rất là nhiều những cái loại sản phẩm ở trên thị trường. Tuy nhiên là không phải sản phẩm nào cũng an toàn tuyệt đối và không phải sản phẩm nào cũng rõ nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy nên là chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm nào mà có rõ nguồn gốc xuất xứ và có những cái nguyên liệu mà đặc biệt là an toàn cũng như là lành tính đối với cơ thể. Hiện nay trên thị trường có cái dòng sản phẩm Detox Whitening, nó mang đầy đủ những cái cơ chế cũng như là những cái thành phần ưu việt mà mình vừa nhắc tới ở trên. Vậy là vừa rồi chuyên gia Đỗ Việt Hương đã mang tới cho quý vị khán giả cũng như Thu Hằng hiểu rõ hơn về những phương pháp mà giúp cải thiện làn da đen sạm xỉ màu. Xin được một lần nữa cảm ơn chuyên gia đã tới tham dự chương trình Đẹp 24/7 ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Đỗ Việt Hương, hy vọng quý vị khán giả sẽ có thêm những kiến thức để chăm sóc cũng như sở hữu một làn da trắng sáng và hồng hào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
Để có cơ hội sở hữu phần quà là sản phẩm làm trắng Bio Detox Whitening của nhà tài trợ Mother & Care, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình Đẹp 24/7 theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtv@gmail.com. Phần quà từ chương trình sẽ dành cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!